Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ đụng ngôn này rằng: Ai trong các ông có 100 con chiên và nếu mất một con lại mất để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lại cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: Anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Đó là lời Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ở
mong ước chúng con. Lạy Chúa, trong ngày kính lễ thánh tầm Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn vàn học ân Chúa đã thương ban xuống cho mỗi người chúng con, mỗi gia đình chúng con, cho công đoàn giáo xứ của chúng con. Chúng con xin dâng tất cả mọi người chúng con trong trái tim tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết chạy đến với trái tim Chúa để biết nương tựa vào tình yêu Chúa. Giúp cho chúng con có sức mạnh và nguồn mạnh của lòng yêu thương bác ái cho những người xung quanh. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Why, John?
con đi nơi